Cảm ơn quý vị đã trở lại chương trình tin tức VBS cùng với chúng tôi. Và tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Starbucks Việt Nam ở Hà Nội đóng cửa. Nữ tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản bị kết án 3 năm tù vì giết chết đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Phi cơ Việt Nam Airlines hỏng vỏ, may mắn hạ cánh an toàn. Hận tình đốt nhà giết chết hai chị em ruột ở Thủ Đức, một ông bị bắt. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Starbucks Việt Nam ở Hà Nội đóng cửa. Ban điều hành Starbucks Việt Nam cho hay sẽ đóng cửa hàng tại Hà Nội sau 8 năm hoạt động kinh doanh. Vào năm vừa rồi, Starbucks Việt Nam cũng đã đóng một cửa hàng ở quận Hoàng Kiếm và cửa hàng ở quận Nhất, Sài Gòn. Theo thông báo mới nhất của Starbucks Việt Nam, thì cửa hàng Starbucks Lan Viên ở quận Hoàng Kiếm sẽ hoạt động cho đến ngày 30 tháng 6 là hạn chót. Starbucks Việt Nam không công bố nguyên nhân khiến cho họ đình chỉ hoạt động sau thời gian kinh doanh kéo dài. Nữ thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản bị kết án 3 năm tù vì giết chết đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Thưa quý vị, tin từ Hiroshima cho hay, một nữ thực tập sinh Việt Nam ở Nhật Bản tên là Dương Thị Vương, 27 tuổi, đã bị bắt và bị đưa ra tòa án của quận Hiroshima xét xử tại về tội giết đứa con sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ. Theo cáo trạng đọc tại phiên tòa, thì Dương đến Nhật Bản cách nay khoảng 2 năm rưỡi để làm việc kiếm tiền nuôi cô con gái nhỏ đang ở Việt Nam. Cô lâm cảnh nợ nần vì phải trả chi phí cho một công ty môi giới ở Việt Nam để được đưa vào chương trình thực tập, nhiều gấp 100 lần số tiền mà bố mẹ cô kiếm được trong một năm. Dương thu hoạch rau tại một trang trại ở vùng núi Higashi, Hiroshima, tỉnh Hiroshima và gửi 90% số tiền lương hàng tháng, tức là khoảng 100.000 yên, tương đương 750 Mỹ Kim cho gia đình ở Việt Nam. Cô có bạn trai ở Nhật Bản và anh này biến mất sau khi biết cô đang mang thai. Tháng 11 năm 2020, cô sinh một bé gái tại hành lang ký túc xá công ty ở Higashi, Hiroshima. Sợ mọi người nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, cô đã dán băng keo bịt miệng đứa trẻ cho tới khi chết. Sau đó thì chôn xác tại khuôn viên ký túc xá. Dương bị truy tố và đã nhận tội tại phiên tòa đầu tiên. Cô bị kết án 3 năm tù giam và bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. Phi cơ Việt Nam Airlines hỏng vỏ, may mắn hạ cánh an toàn. Thưa quý vị, một chiếc phi cơ cất cánh từ phi trường Liên Khương của thành phố Đà Lạt hướng đến Hà Nội vào ngày thứ Bảy đã bị hỏng bánh xe, nhưng rất may là đã được hạ cánh an toàn. Một nhân viên dịch vụ làm việc tại phi trường Liên Khương trông thấy lớp cao su của chiếc vỏ phi cơ Airbus 320 đã lập tức thông báo để cho giới chức thẩm quyền phi trường Nội Bài ở Hà Nội yểm trợ cho chiếc phi cơ bị hỏng vỏ, hạ cánh an toàn khoảng 12 giờ trưa cùng ngày. Hận tình đốt nhà giết chết hai chị em ruột ở Thủ Đức, một ông bị bắt. Thưa quý vị, vào chiều 26 tháng 6, Công an Sài Gòn bắt giữ người đàn ông phóng hỏa đốt một căn nhà ở Thủ Đức làm cho hai cô gái thiệt mạng, sau đó thì bỏ trốn về tỉnh Tiền Giang. Nghi can Lê Công Hậu, 58 tuổi, là cư dân tỉnh Bến Tre, đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo cuộc điều tra ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ khuya ngày 25 tháng 6 tại căn nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức của bà KTTL, 49 tuổi. Lúc đó, 5 người đang ở trong nhà nhưng chỉ có 3 người thoát được ra ngoài. Riêng hai người con gái của bà L là NTTN, 23 tuổi và NTTX, 19 tuổi ngủ trên gác thì bị chết cháy. Lê Công Hậu khai quan hệ tình cảm với bà L nhiều năm. Gần đây, vợ của Hậu biết được nhiều lần ngăn cản và trực tiếp yêu cầu bà L cắt đứt liên lạc tình cảm với ông Hậu. Ông này bực tức đốt nhà của bà L để trả thù. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua kết thúc chương trình tin tức của đài truyền hình VBS cùng với Mỹ Lan ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.